Ơi, Quỳnh Loan và Minh Thiện xin lỗi cả nhà vì sự cố đường truyền vừa rồi, cho nên là cuộc nói chuyện của chúng ta tạm thời bị gián đoạn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục buổi trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề là nạn cướp giật trên đường các bạn nhé. Và như Quỳnh Loan và Minh Thiện có đề cập lúc nãy thì trong các vụ cướp giật trên đường á, thì các đối tượng cướp giật hầu như là thanh niên và có trang bị vũ khí, đặc biệt là có cả bình xịt hơi cay hay là dao búa nữa. Và cùng với những hành vi mà liều lĩnh manh động như vậy thì cũng có những vụ được dàn dựng cảnh rất là tinh vi, ví dụ như là giả là người quen rồi thực hiện các vụ đánh ghen, hay là giả danh cả cảnh sát để mà cướp xe của người dân, người đi đường nữa. Vậy thì khi mà gặp những trường hợp như vậy thì chúng ta phải làm cách nào để mà có thể tránh được, để có các đối tượng không thể thực hiện được cái hành động của mình, cho Minh Thiện? Không chỉ Quỳnh Loan đâu mà Minh Thiện nghĩ rằng là mọi người chúng ta cũng đang rất là thắc mắc làm thế nào để có thể phòng chống tốt nạn cướp giật trên đường. Và các bạn biết không, hầu như là đối với những tình huống này thì ai mắc phải cũng nghĩ là cũng phó thác để mặc vậy thôi, của đi thay người. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có một số cách để chúng ta nhận biết được và phòng tránh các vấn nạn cướp giật trên đường. Và các bạn của truyền hình Hậu Giang, bạn nào có những chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này thì chúng ta hãy cùng giờ tương tác để chia sẻ cho cả nhà mình biết nha. Thật ra thì đối với những tên trộm cướp giật trên đường á, thì họ thường núp trong các bụi rậm nè, trong các góc tối, cho nên là chúng ta cũng khó có thể biết họ ở đâu mà lường được. Còn đối với những người mà thực hiện các vụ cướp giật như là giật giỏ sách hay là giật điện thoại thì cũng từ đâu họ băng ra, họ thực hiện hành vi rất là nhanh, cho nên chúng ta cũng không biết được mà tránh. Tuy nhiên, cách tốt nhất là chúng ta hãy đề cao cảnh giác các bạn nhé. Và sau đây thì Minh Thiện và Quỳnh Loan sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như là một vài sự tìm hiểu của Minh Thiện và Quỳnh Loan để cả nhà chúng ta biết mà phòng tránh tốt hơn các bạn nhé. Trước hết thì Minh Thiện và Quỳnh Loan nghĩ là chúng ta không nên để cho người khác thấy tài sản của mình, đặc biệt là các bạn nữ thì thường hay là đeo rất nhiều nữ trang, thì điều đó là không nên. Và nếu mà kẹt có phải đeo nữ trang như vậy thì tốt nhất là chúng ta nên mặc áo dài tay nè, tròn khăn, vân vân để chúng ta che lại. Và nếu mà có phải đem nhiều tài sản thì chúng ta hãy để trong cốp xe. Hoặc là nếu cướp xe để không vừa thì chúng ta hãy bỏ trong ba lô hay là túi sách. Và nhớ là hãy quải trước bụng các bạn nhé. Quải trước bụng hoặc là chúng ta sẽ buộc cẩn thận trước qua ga xe. Và điều đó sẽ giúp chúng ta bảo quản tài sản được an toàn hơn. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn khi đi ra đường thì không nên đeo quá nhiều tài sản ra trên người. Và đi ra đường thì phải đi đông người, không nên đi một mình và đi nơi vắng. Có nhiều bạn nói là chỉ đeo nữ trang là giả thôi. Nhưng mà các bạn ơi, lúc mà cướp thì bọn cướp không có biết đó là thật giả đâu. Họ không có thời gian để mà xem đó là đồ thật hay đồ giả để mà cướp. Cho nên là dù đeo nữ trang thật hay là giả thì cũng rất là nguy hiểm các bạn nhé. Các bạn ơi, có lẽ là do sự cố của đường truyền cho nên là từ nãy giờ thì Minh Thiện và Quỳnh Loan cũng chưa thấy được những comment, những chia sẻ của các bạn. Cho nên là nếu khi nào mà có hiện lên những chia sẻ comment của các bạn thì Quỳnh Loan và Minh Thiện sẽ lập tức trả lời các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về cách phòng tránh nạn cướp giật trên đường. Các bạn biết không, đi vào buổi tối và sáng sớm thì rất là nguy hiểm, đặc biệt là đi một mình. Cho nên là tốt nhất thì mình nếu mà có phải đi ra đường thì đi chúng ta hãy đi là 2-3 xe trở lên, hoặc là ít nhất thì cũng phải có một người ngồi sau để đảm bảo an toàn các bạn nhé. Và đặc biệt là lúc mà đi giữa khuya hay là đi sáng sớm thì các bạn tốt nhất là đảm bảo là xăng đầy bình. Bởi vì nếu mà hết xăng giữa đường á, chúng ta phải dẫn. Dạ các bạn ơi, khi mà đi ra đường thì chúng ta phải để ý là khi gặp những người lạ không quen biết thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với họ, không nên nói chuyện nhiều với họ. Và các bạn biết không, nếu mà lỡ gặp sự cố hôm nay là
xe hư giữa đường thì tốt nhất là chúng ta nên ghé vào một nhà người dân để sửa chữa. Còn nếu như xe bị hư hỏng quá nặng thì chúng ta nên gọi thợ đến sửa chữa, hoặc là sau đó thì hãy gọi người thân đến trợ giúp các bạn nhé. Các bạn ơi, chúng ta đang nói về vấn đề nạn cướp giật ở trên đường. Và các bạn hãy tiếp tục vào comment chia sẻ những trải nghiệm cũng như là những cách hay để phòng tránh vấn nạn này các bạn nhé. Cả nhà biết không, chúng ta vẫn thường có thói quen là sử dụng điện thoại khi đang đi trên đường. Và việc này thì rất là nguy hiểm. Các bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng ta thực hiện một cuộc gọi khi mà chúng ta ghé vào bên đường và nghe điện thoại, bởi vì lúc mà dừng lại thì sẽ giúp chúng ta là có thể nói chuyện được lâu hơn nữa, nhưng mà vẫn đảm bảo là chúng ta khi mà các bạn vừa lái xe vừa nghe điện thoại thì sẽ mất tập trung, không thể nào mà lái xe tốt được. Và đặc biệt là lúc nghe điện thoại thì hãy nhớ là nghe ở mé bên tay phải, là đặt điện thoại ở trong lề các bạn nhé, sẽ đảm bảo là không khó có thể xảy ra mà cái nạn người ta có thể cướp giật điện thoại của mình. Không những vậy, khi mà đi ngoài đường mà các bạn nghe điện thoại thì nó có rất là nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Các bạn nên dừng xe lại để nghe điện thoại, như vậy thì sẽ đảm bảo là không bị cướp và cũng đảm bảo được an toàn cho bản thân mình. Xin chào bạn Phạm Anh. Bạn có hỏi là nếu đi đường mà bị dàn cảnh cướp giật thì phải làm như thế nào? Anh Minh Thiện có thể trả lời với bạn không? Dân, bạn Phạm Anh, chúng ta có đề cập tới là bên cạnh những vụ cướp táo bạo manh động có dùng vũ khí thì bọn cướp còn tinh vi dàn dựng các cảnh như là cảnh đánh ghen nè, giả mạo người thân hoặc là giả luôn cảnh sát để cướp xe cũng như là tài sản của những người đi đường. Và chúng ta sẽ có những cách để mà đối phó với tình huống này. Trước hết thì Minh Thiện và Quỳnh Loan rất mong nhận được những comment chia sẻ của các bạn làm thế nào để chúng ta đối phó được với tình cảnh này các bạn nhé. Bạn Lý Thắng có hỏi là đường đi từ vị thể về Cần Thơ vào lúc tối có nên không? Đây là đường mới. Bạn ơi, như chia sẻ của Minh Thiện và Quỳnh Loan thì không chỉ là con đường từ vị thể về Cần Thơ đâu, mà tất cả những đoạn đường mà vắng thì chúng ta không nên đi vào buổi tối hay là buổi sáng sớm, bởi vì rất là nguy hiểm các bạn nhé. Nếu mà có việc quan trọng cần phải đi thì chúng ta nên đi nhiều người, hoặc là không cần thiết thì chúng ta nên đi vào buổi sáng sớm sẽ tốt hơn. Xin chào bạn Hữu Nghị và bạn Lý Thắng. Các bạn ơi, quay lại với tình huống bị dàn dựng cảnh để cướp xe cũng như là tài sản thì Minh Thiện và Quỳnh Loan có suy nghĩ như thế này. Đây là những kinh nghiệm cũng như là tìm hiểu của Minh Thiện và Quỳnh Loan, các bạn có thể tham khảo nhé. Trước hết, khi mà bị gặp phải tình huống đó thì chúng ta tốt nhất là để xe ngã ra giữa đường và nhanh chóng rút chìa khóa xe ra. Điều này sẽ giữ cho chiếc xe của chúng ta được an toàn. Và lúc đó thì chúng ta hãy liên tục tri hô thật to lên, chứ đừng có im lặng để chịu đựng, vì những người đi đường đó, người ta sẽ nghĩ là mình là người có lỗi và cho nên người ta sẽ không giúp đỡ mình. Và quan trọng hết là ngay lúc này thì các bạn cũng không nên là giải thích hay là chứng minh gì với những người đó, bởi vì họ dàn cảnh mà. Hãy đợi tới những người đông người tới xem, thì lúc này chúng ta hãy giải thích cho những người tới xem và giúp đỡ của mình được hiểu rõ. Và có một cách rất hiệu quả là chúng ta hãy hỏi những người mà dàn cảnh cướp giật đó về thông tin cá nhân của mình nè, cũng như là về thông tin của gia đình của mình. Nếu như họ không biết về bản thân gia đình của mình thì chắc chắn là họ sẽ bị những người đi đường giúp đỡ của mình phát giác ra. Nhưng mà điều quan trọng là lúc đó thì chúng ta phải thật là bình tĩnh để có thể xử lý tình huống một cách tốt nhất, đúng không anh chị? Đúng vậy. Và khi có nhiều người đến xem và giúp đỡ thì chúng ta hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho người thân cũng như là cơ quan chức năng đến để giúp đỡ các bạn nhé. Xin chào bạn Hoàng Long, bạn có hỏi là nếu như mà bị cướp thì phải làm như thế nào? Nếu như mà chúng ta bị cướp thì các bạn hãy báo cho cơ quan chức năng ở gần đó biết để có thể kịp thời xử lý các bạn nhé.
Xin chào bạn Trung Lê, cảm ơn bạn. Mình hẹn này nếu lỡ anh đi ngoài đường mà bị cướp thì anh làm như thế nào? Mình hẹn nghĩ là nếu như với những cách mà Minh Thiện và Quỳnh Loan vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ khó xảy ra tình huống mà bị cướp giữa đường như vậy các bạn nhé. Hơn không có xe. Không có xe nhưng mà đi bộ ngoài đường giữa đêm thì cũng rất là nguy hiểm bạn Giàu Nguyễn nha. Cho nên là như lúc nãy Quỳnh Loan và Minh Thiện có chia sẻ thì nếu mà phải đi ra ngoài đường lúc đêm vắng thì chúng ta không nên đem quá nhiều tài sản có giá trị hay là đeo nữ trang nhiều. Quỳnh Loan này, bên cạnh những cái vụ mà cướp giật thì chúng ta vẫn có thấy là những kẻ ngáo đá nè, những kẻ mà phê nghiện ma túy á, thì họ vẫn có những hành động rất là manh động. Ví dụ như gần đây nhất là một vụ một người phụ nữ bị rạch đùi đó Quỳnh Loan. Đúng vậy, và khi mà gặp những trường hợp như vậy thì các bạn phải nhanh chóng truy hô thật lớn để cho mọi người giúp đỡ. Và sau đó thì các bạn phải đến những trung tâm y tế gần nhất để được chữa vết thương cũng như là để được sơ cứu. Xin chào bạn Thành Nay, bạn có chia sẻ là làm sao biết là sắp bị cướp. Các đối tượng trộm cướp ngày nay thì rất là tinh vi và thủ đoạn thì cũng khó mà có thể biết trước được. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải tự biết cảnh giác. Khi gặp những đối tượng có khả nghi thì chúng ta nên tấp vào lề đường hoặc là những nơi đông người. Sau đó thì truy hô để cho mọi người cùng giúp đỡ. Và các đối tượng khả nghi thường là những đối tượng đi ra đường mà mặc áo tay dài nè, che khẩu trang, lợi kính mặt và đặc biệt là chạy kè kè song song với mình trong một khoảng thời gian khá dài. Và các bạn lưu ý là nếu mà có đem theo tài sản để trong cốp xe hay là túi sách thì lúc mà lấy ra hay là cất vào thì các bạn hãy quan sát cẩn thận xung quanh nhé. Cả nhà ơi, bên cạnh những thông tin mà Minh Thiện và Quỳnh Loan vừa chia sẻ thì các bạn hãy nhớ xem các chương trình tin tức, đặc biệt là các tin tức của Đài Truyền hình Hậu Giang như là tin tức Đông Tây 24 giờ, tin nóng 11 giờ và tin tức Mekong để chúng ta cập nhật về thông tin về những tên cướp giật này cũng như là địa bàn hoạt động của chúng để chúng ta có cách phòng tránh tốt hơn các bạn nhé. Xin chào bạn Ngoại Long, bạn hỏi là chương trình livestream này thì thường phát vào khung giờ nào? Thưa bạn thì khung giờ livestream cà phê cùng HGTV thì sẽ được phát vào lúc 9 giờ vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Còn chương trình trò chuyện cùng MC tin tức Mekong thì phát sóng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy vào lúc 18 giờ. Các bạn hãy đón xem các chương trình livestream của HGTV để chúng ta cùng tương tác, chia sẻ và có những buổi nói chuyện thật thú vị các bạn nhé. Chào bạn Lê Tuyết Anh, bạn nói là nếu như đoạn đường vắng thì sao? Nếu như mà những đoạn đường vắng thì các bạn không nên đi một mình, khi mà đi thì phải có người đi cùng. Các bạn ơi, buổi livestream của HGTV hôm nay với chủ đề là nạn cướp giật trên đường thì đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các bạn. Và hy vọng là với những chia sẻ và kinh nghiệm hiểu biết về vấn nạn cướp giật trên đường mà Quỳnh Loan và Minh Thiện vừa chia sẻ cũng như là các bạn có chia sẻ cùng với HGTV thì chúng ta sẽ có những biện pháp hiệu quả để phòng tránh đối phó với vấn nạn này và góp phần giúp đảm bảo an ninh trật tự các bạn nhé. Cả nhà ơi, đến đây thì thời lượng dành cho buổi livestream sáng nay cũng sắp kết thúc rồi. Minh Thiện và Quỳnh Loan rất mong là trong những buổi livestream trò chuyện tiếp theo thì các bạn cũng sẽ tham gia chia sẻ bình luận sôi nổi như ngày hôm nay vậy. Và chúng ta sẽ có những buổi trò chuyện vui vẻ, thú vị và bổ ích các bạn nhé.
chồng, nó nghĩ là mình hiện nên giảm cân đi. Cảm ơn chia sẻ của bạn Xuân Thu. Có lẽ như là vào làm việc ở HGTV và được trò chuyện với các bạn khán giả của đài là niềm vui của Minh Thiện, cho nên là những ngày này thì Minh Thiện rất vui, ăn cũng hơi nhiều cho nên là phát tướng. Hy vọng là những ngày tiếp theo thì các bạn cũng sẽ tiếp tục vào chia sẻ trò chuyện cùng với Minh Thiện, Quỳnh Loan cũng như là các anh chị MC khác trong đài để chúng ta có được những buổi trò chuyện thú vị và bổ ích các bạn. Các bạn ơi, thì đến đây thời lượng dành cho buổi livestream cà phê cùng HGTV thì cũng đã hết. Giờ Quỳnh Loan và Minh Thiện hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream lần sau nhé. Xin chào. Các bạn.